Dù báo chí và ngành y tế đã nói rất nhiều về nguy cơ mắc liên cầu lợn, thế nhưng xem ra là người dân vẫn còn rất chủ quan khi mà vẫn thản nhiên ăn tiết canh hoặc là tiếp xúc với lợn bệnh. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết đang tiếp nhận 2 trường hợp mắc bệnh này. Đáng nói trong đó có một ca dù đã lọc máu liên tục tới 4 lần, thế nhưng tình trạng của bệnh nhân vẫn rất nặng. Nằm viện đã 17 ngày nay, luôn phải lọc máu liên tục, thậm chí đã thay 4 quả lọc, nhưng người đàn ông 58 tuổi tại Kiến Dương, Thái Bình này vẫn trong tình trạng hôn mê. Gia đình cho biết, trước đó bệnh nhân đã ăn tiết canh tại một quán ven đường, sau khi ăn về có biểu hiện sốt và tiêu chảy. Sau 4 ngày, khi có thêm các nốt ban hoại tử, bệnh nhân mới được đưa đi cấp cứu. Thì ăn là ăn ở ngoài quán, mình không biết là ăn đông người không thì không biết. Đến hôm là đi làm, về thì khoảng 4 giờ là kêu sốt. Thì là tôi đi cũng đi làm, đến tối về thì lại mượn đứa cháu nó đi mua thuốc cảm cúm cho. Thì cứ sốt lại đi ỉa. Thế là lại tưởng đi ỉa mất nước rồi cho viện để tiếp nước lên thì bác sĩ bảo là nó bị viêm cầu lợn. Vào viện thì bệnh nhân có một tình trạng rất là nặng, bệnh nhân có tụt huyết áp và có nổi trên người rất nhiều ban hoại tử và xuất huyết. Ban hoại tử xuất huyết rối loạn đông máu nặng, có chảy máu miệng. Thì bệnh nhân đã được xử trí tiến hành cấp cứu rất là kịp thời và tích cực, để cho có sử dụng những thuốc nâng huyết áp rồi lọc máu. Và hiện tại bệnh nhân đến thời điểm này đã lọc đến 4 lần. Thì đến thời điểm này thì qua cái giai đoạn cấp tính của bệnh thì nó đã qua, nhưng phía sau thì còn rất vất vả, tại vì liên quan đến vấn đề hồi phục bệnh nhân thì cái lúc này thì cái thể lực của bệnh nhân thì đã giảm sút. Ngoài ra, bệnh viện này cũng đang điều trị cho một bệnh nhân khác mắc liên cầu lợn do thường xuyên tiếp xúc và giết mổ lợn. Rất có thể vi khuẩn liên cầu lợn đã trực tiếp lây lan qua vết chảy xước, vết thương trên da, niêm mạc, quần áo, khăn lau khi giết mổ, chế biến và mua bán thịt lợn. Theo thống kê, phần lớn các bệnh nhân nhập viện vì liên cầu lợn ở nước ta hàng nguyên nhân chủ yếu là do ăn tiết canh.